phát hiện hàng trăm con chim chết trước nhà. Người đàn ông nhờ hàng xóm trích xuất camera phát hiện cảnh tượng khó tin. Vụ việc kỳ lạ trên xảy ra tại một khu dân cư tại thành phố Ciudad Juárez, miền Bắc Mexico. Theo chủ nhân đoạn video chia sẻ, chiều hôm đó khi nghe tiếng động mạnh trước nhà, anh vội chạy ra kiểm tra thì phát hiện có đến hàng trăm con chim đang nằm thoi thóp trước khu vực cửa nhà mình. Quá kinh hoàng, người này đã tìm đến nhà hàng xóm có camera an ninh gần đó để nhờ kiểm tra thì cảnh tượng trước màn hình khiến tất cả choáng ngợp. Cụ thể, khi cảnh vật đang yên bình thì từ trên trời, hàng ngàn con chim bị hất tung xuống mặt đất rồi hoảng loạn tỏa ra bay tứ phía. Ít giây sau, đàn chim đã rút lui để lại một bãi chiến trường toàn là xác những con chim đã bỏ mạng do chịu sự va đập quá mạnh xuống mặt đất. Chứng kiến cảnh tượng lạ, người đàn ông đã chia sẻ lên mạng xã hội và lập tức thu hút đông đảo sự chú ý và bàn tán của dư luận. Nhiều tổ chức uy tín cũng vào cuộc để xác minh nguyên nhân. Theo như lời giải thích của các chuyên gia tại trường đại học Harvard, thì đây là loài chim hết đen đầu vàng, có thói quen di cư từ phương Bắc lạnh giá đến Mexico để trú đông. Chúng có thể bay theo đàn lên tới 3.000 con, khiến tầm nhìn xa rất hạn chế. Vì vậy, mỗi con trong đàn sẽ nhìn con phía trước mà bay theo, và con đầu đàn sẽ chịu trách nhiệm dẫn đường. Trong trường hợp này, có lẽ con chim đầu đàn đã bị nhầm lẫn khi nhìn thấy một mái nhà được ánh sáng phản chiếu bóng loáng và tưởng đó là hồ nước nên đã ra hiệu cho bầy chim xà xuống hồ nước nghỉ ngơi. Đến khi phát hiện sai lầm thì đã quá trễ. Tuy nhiên, lời giải thích này vẫn khiến nhiều dân mạng cảm thấy chưa thỏa đáng. Vì nếu chỉ là dừng chân uống nước, những con chim sẽ phải giảm tốc độ chứ không lao xuống một cách thô bạo và bất ngờ như vậy. Và họ tin rằng có một thế lực siêu nhiên vô hình nào đó đã tác động lên đàn chim và gây ra thảm họa kể trên. Cho đến nay, sự việc bí ẩn này vẫn chưa tìm được lời giải thích thỏa đáng. Còn các bạn khán giả của Tình Bà Phúc Bí Ẩn nghĩ sao về hiện tượng kỳ lạ này? Hãy cùng để lại bình luận bên dưới cho chúng tôi biết nhé! Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Tình Bà Phúc Bí Ẩn là một kênh thuộc hệ thống của Tình Bà Phúc chuyên về các chủ đề bí ẩn tâm linh. Đừng quên đăng ký kênh để theo dõi thêm các clip ly kỳ hấp dẫn mỗi ngày.